Sáng ngày 8 tháng 8, một số công nhân của hạt quản lý đường bộ Kỳ Anh, công ty cổ phần 456 đang thực hiện công tác bảo trì thường xuyên trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn km 557+010, qua địa phận xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thì bị một chiếc xe tải lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam, bất ngờ tông vào khu vực làm việc khiến một nữ công nhân tử vong. Nạn nhân được xác định là chị H, 47 tuổi, quê quán xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, là công nhân hạt quản lý đường bộ Kỳ Anh. Thời điểm các công nhân thực hiện công việc bảo dưỡng thường xuyên trên quốc lộ 1A có trang bị hệ thống cọc tiêu giao thông, biển cảnh báo an toàn giao thông.